rồi, đúng rồi. Vỡ điện thoại. Khóa lại rồi. Nó vỡ sẵn rồi, bây giờ nó tung cái màn hình ra đấy. Bây giờ sao rồi con? Thế còn quần áo con nữa. Đâu, Dương lấy quần áo xung về. Cái Su, Su không ở đây đi học à? Su qua lại đi học không? Không ở đây đi học với cô Trang à? Áo đâu đi học? Áo màu vàng đúng không? Thôi, lắm chuyện quá. Áo màu này á, áo này đẹp hơn á. Cái nào đây con? À, cái này đẹp hơn đấy. Mà đúng một bộ thôi á. Để thế này về luôn đấy con. Nóng đài. Và có một bộ về thôi á. Bộ. Mà nghĩ tới về con mặt. Mà Su về Thanh Hóa mấy ngày? Su về Thanh Hóa mấy ngày nào? Đi ra tìm đồ chúa bố. Chọn tầm những cái set đồ kinh điển vậy. Được chưa? Chọn quần, chọn quần. À, bộ này luôn á. Trời ơi. Quần Kitty mặc với váy. Quần Kitty này á. Rồi, quần Kitty. Rồi. Đủ chưa? Tao hơi mệt rồi đấy. Đủ rồi á. Thế có hai bộ mặc có đủ không con? Thế còn có mặt sửa không? Sửa mình ra giúp con em đi kìa. Sao con mặt có một hộp tôi làm sao không đủ nè con? Con về lâu con làm mang hết đi chứ. Ôi đồ chứ rồi ăn cho em. Cảm ơn em. Thôi. Thế có mang bộ quần áo này đi về không? Không, đi bộ đại học. 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 Đi thế Su có mang đồ chơi về để chơi với nhà ở nhà không? Không. Su có mang chuyện về đọc không? À, nhưng đang chuyện quá. Lắm chuyện quá. Ôi giời, mất công dọn. Rồi, mang thế thôi. Mang nhiều thế. Tôi đang đặt cái này. Thôi, được rồi, từng đấy thôi. Sư ơi, có mang bình nước không con? Dạ. 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 Còn gì đâu nhỉ? Giống miền Nam rồi. Dạ. À, đi du tiến. Sư sư mang gì? À, đi ăn gì này gì? Này. Không, đi ăn gì rồi đi. Đi ăn đồ bố tiến, ra trên. Xem hỏi đi. Nhẹ thôi vỡ, ôi dồi ôi. Đã xong. Đã xong. Cái gì đâu con? Con xem con chứ? Mang gì hả? À, mang quà. Đủ chứ con? Đóng. Rồi, ok, đóng lại. Đóng ngược vậy. Rồi, nào. Ố, còn khẩu trang của con đâu? Dễ ợt. Rồi. Thế Su có tiền không mà về? Ừ đúng rồi, Su có tiền đúng không con? Nhắc cái tay trong chẹt. Rồi. Su đi bộ. Bố ơi.
dài cái này đấy. Khẩu trang ở trong tủ mà. Mẹ chưa giặt rồi. À, khẩu trang y tế đi. Để đeo chứ còn bỏ vali làm gì. Chị tao bón uống hàng ngày, đỡ tao bón. Cái mình lớn uống được. Trong một khó tiêu hóa mình uống kiểu là nước hoa quả mà. Nó là nước ép mận mà. Ủa? Mày đi về thành hóa cái gì được con? Nói đồ ta. Mày đi bộ à? Đi bộ à con? Đi bộ về thành hóa mình đi bộ hay đi đâu? Mình hay đi bằng cái gì con? Đi bộ. Chọn giày gì? Thân còn chó. Các bạn bây giờ mẹ đi đi. Chọn người đẹp luôn. Thế còn mẹ thì sao? Mẹ có về không con? Thì thật. Thôi được rồi. Thôi, để sớm, cảm ơn. Cảm ơn nha. Coi để sau về nhé, bây giờ bố con mình lại vào đi học xong là đến Tết về nhé. Bố chưa đặt vé máy bay được không nào? Bố đặt vé máy bay xong rồi bố con mình về nhé. Hôm nay bố chưa đặt vé máy bay. Ông bố đặt vé máy bay. Giờ con vào con nhà mẹ đặt đi. Con chờ, mẹ ơi đặt vé máy bay. Mẹ không có tiền đặt. Ông, tôi đi đặt vé máy bay. À, kêu gì mình đặt vé máy bay. Bây giờ phải quay lại xin lỗi mẹ đi đâu, con đang lại đi học với mẹ đâu. Quay lại xin lỗi mẹ. Bố đi đây rồi cháu đi đủ. Sao con? Đi đây. Đặt cái bố đi đặt bé ra đây rồi. Bố có đặt được đâu. Bây giờ chỉ có mẹ đặt được thôi. Con phải xin mẹ làm sao để cho mẹ đặt cho hai bố con mình về đi. Sao con? Hay là con vừa đi cho ngoại bảo ngoại bố. Sao cái quần lại cho con đi. À, xuống lấy máy bay này. Đâu máy bay nào con? Ra đây. Ra đây đi ông.